Hôm qua tao đi được hai vụ, hên gặp toàn thằng thắng bạc, nên nó bo cho cũng khá. Tao thì ngược lại với mày, tụi nó chẳng cho đồng nào, mà còn rủ mình giống như là mình làm cháy túi tụi nó vậy. Thì hên xui thôi, nói gì thì nói, mày cũng phải luôn chiều khách. Với lại, để tụi nó phàn nàn với ông Siêu thì mệt. Biết rồi, cha nội đó chỉ khoái đứa nào ngon ngọt với ổng thôi. Chứ gì nữa, mày không nhớ tháng trước, tao được doanh số cao nhất, ổng cho tao về quê mấy ngày hả? Tháng này á, tao phải cố đi dù thêm nữa, để còn về thăm thằng nhỏ. Ừ. Thôi im lặng đi. Anh cần hai đứa. Đứa dạ, nào đi em, theo anh? Em. Gì vậy? Anh cần hai đứa là hai đứa mới. Mấy cưng là cũ rồi, khách không có cần, hiểu không? Dạ. Anh, cho em đi dù nha, sáng về em ế quá à. Em nói cái gì? Sáng về em ế quá à. Em ế hả? Em ế thì em đi. Lẹ lên. Chúc mừng đã nha, bye bye. Trời ơi. Con kia. Dạ. Đi theo anh. Dạ. Anh kêu em á hả? Tao không kêu mày chứ kêu ai. Tao nói cho mày biết, ông khách này là ông khách VIP. Mày mà chiều được ổng hả, là mày đã lấy được điểm với ông Siêu. Hiểu chưa? Em không đi đâu, em sợ lắm. Trời ơi. Lôi đầu nó ra. Đây. Đây. Em không đi đâu. Anh ơi, em không đi đâu. Mày mà không đi. Thôi vậy cho em đi đi. Cái gì? Bà lùng, bà về chỗ. Về chỗ. Mới nãy tao nói làm sao? Tao cần hàng mới, chứ không phải hàng cũ như tụi bay. Mày không đi thì mày cũng phải đi. Đi. Thả bé Thanh ra đi. Chị. Chị Hèn. Tôi sẽ đi. Chị. Mày nói cái gì? Tôi sẽ đi thay nó. Nói chung thì người hơi gầy, da hơi đen một tí, mặt nhìn cũng khá xinh. Hàng họ được đó. Đi. Đi. Chị. Đi. Chị Hèn. Chị. Nhanh lên. Cái con nhỏ này. Đi nhanh lên. Hồi nãy mày ngọt lắm mà. Xuống. Đi. Cái con nhỏ này. Nghe không mày? Đi. Anh ơi. Nhanh đi. Đi vô trong đợi đi. Lát được khách vô tới. Anh ạ. Cái gì nữa đây? Tôi sực nhớ là bữa nay tôi mắc kẹt. Hay là anh... Đừng có giỡn mặt cho cô em. Tôi nói thiệt, anh đổi người khác giùm tôi được không? Không cần. Khách ở đây á, đèn đỏ vẫn tiếp khách bình thường. Nhưng mà như vậy thì sẽ mất vệ sinh lắm. Với lại khách chơi bài á, thì thường hay tin dị đoan. Tôi nói thiệt đó, khách sẽ không chịu đâu. Sao? Anh thấy nhỏ anh được không? Nếu không em đổi nhỏ khác cho anh, không sao hết á. Nhìn thì được đó, nhưng có phải hàng mới không? Hay là đồ cũ tân trang vậy? Anh là chỗ quen biết của tôi từ đó tới giờ, không lẽ anh giỡn hoài? Được, anh đang số đỏ, chỉ cần hàng mới thôi, chứ hàng cũ xui lắm. Rồi, ok anh, bao luôn. Đây, cho hai em. Ok, đủ rồi. Thôi, bây giờ hai em ra ngoài đi, để cho hai vợ chồng tôi đồng phòng ha. Ok, vui vẻ nha. Anh ơi, bye bye. Tôi nói thiệt đó, anh đổi người giùm tôi đi. Anh ơi, tôi nói thiệt đó, đổi người giùm tôi đi.
Em nói thật hay nói giả? Em nói với anh đi. Em dễ thương quá. Đi không về cứng. Mở cửa đi. Không có được đâu. Anh ơi, có gì từ từ nói. Nói cái gì mà nói. Anh vô đây là để anh chơi em. Trời ơi, cái con nhỏ này mày dám. Con chết rồi. Mi, được không vậy Mi? Trời, tất nhiên rồi, đàn ông mà, dụ chút xíu là dính liền. Mi, Ngọc cảm ơn Mi nhiều lắm luôn đó. Nhưng mà cái này chỉ mới là kế hoạch thôi hả? Không biết có thành công hay không nữa. Mà sao tưởng bở quá vậy hả? Hồi đó tới giờ á, đâu có ai trốn thoát ra được khỏi chỗ này đâu. Trời, mới hù có chút xíu à. Mà chưa gì sợ xanh mặt rồi kìa. Yên tâm đi, tôi nói được là tôi làm được mà. Mi có chắc không giờ? Không chắc thì mình cũng phải liều thôi chứ biết làm sao giờ. Với lại mỗi lần mà tôi ra ngoài hành nghề á, thì cái thằng Tân Trọc với thằng Hoàng Hí á đi theo hộ tống. Mà hai cái thằng này chỉ được cái mê gái thôi, chứ đầu đầu hũ không à. Chắc chắn là dễ bị cái đẹp đưa vô chồng lắm. Nếu mà lần này á, Ngọc may mắn mà trốn thoát được á, Ngọc sẽ tố cáo tội ác của bà Diễm đó với lại công an. Lúc đó sẽ giải thoát được cho Mi luôn. Ê, bậy. Thôi đi bà, tha cho người ta con được sống nữa chứ. Trời đất ơi, bây giờ mà tôi không làm ở đây, ra ngoài chắc đứng đường quá à. Ngọc quên là Mi tự nguyện vô đây. Nhưng mà còn mấy người con gái khác chưa chắc gì giống như Mi á. Ừ, thì cũng có một vài người cũng có ý định bỏ trốn giống như Ngọc vậy đó. Nhưng mà bây giờ chắc không có vụ đó đâu. Ủa, sao kỳ vậy? Thì tại cái này nè. Tên tên tên. Ủa, con gái. Dạ. Mấy bữa nay còn đỡ chưa? Dạ, con đỡ nhiều rồi chú Mười. Như vậy chú cũng mừng cho con. Con không nghĩ ở mấy chỗ này như vậy mà có người tốt giống như chú Mười với Mi như vậy. Con nói như vậy á, chú càng thêm xấu hổ. Nếu mà không phải vì chuyện mưu sinh á, thì chú đã nghỉ làm ở đây rồi. Mỗi ngày phải chứng kiến biết bao nhiêu là chuyện đắng cay, mà mình phải cúi đầu im lặng thôi con. Đưa đây con phụ chú. Để chú làm cho. Cha, coi bộ thân thiết quá ha. Hèn chi bữa đó binh nhau chầm chập hả? Sao? Cô nói cái gì vậy? Ê, tao hỏi mày nè. Bộ ổng mần mày rồi hả? Cô ăn nói cái gì vậy? Trời ơi, ông nhìn còm nhôm vậy mà sao sung vậy? Chỉ tôi đi. Uống Viagra hả? Hay là thuốc bổ? Cô Hằng, đừng có nói bậy như vậy nghe. Tôi đáng tuổi cha chú cô mà cô xúc phạm tôi như vậy đó hả? Lau nhà mà cũng có lòng tự trọng nữa hả trời? Ê, tôi hỏi thiệt nha, ông chơi nó chưa vậy? Cô Ngọc. Cô Ngọc à? Trời ơi, mày dám đánh tao hả con quỷ? Hai cô, hai cô đừng làm như vậy nữa mà. Tôi gian hai cô mà. Cô chủ biết được là chết. Chú Mười, ăn nói xúc phạm chú Mười vậy đó. Cái gì vậy? Tụi bay muốn khách bỏ đi hết hay sao? Chị Diễm, nó dám đánh tôi nè. Chị coi đó, coi được không? Cái con này, mày muốn
Muốn tao cạo đầu mày không hả? Nó xúc phạm chú Mười với lại tôi mới đánh nó. Nó nói gì mày mà mày kêu là xúc phạm? Nó kêu tôi với lại chú Mười. Kêu cái gì? Kêu cái gì nữa? Dạ, không có gì đâu cô chủ. Lỗi là tại tôi, xin cô chủ bỏ qua. Bỏ qua cái gì mà bỏ qua? Còn Hằng nó nói gì mày? Nó nói tôi với lại chú Mười làm chuyện bậy bạ với nhau. Nói như vậy nghe có được không hả? Hằng, mày có nói vậy không vậy? Hả? Nói gì? À, tôi có nói đó. Nhưng mà tôi nói chơi mà. Làm gì dữ vậy? Nè, tôi nói cô ăn nằm với cha cô, xong rồi tôi nói chơi. Nói vậy nghe có được không hả? Mày nói cái gì? Dám nói vậy hả? Cô tụi bay ồn ào quá đi. Đi xuống dưới làm việc hết đi. Còn chú nữa. Chú Mười, dạo này á, tôi thấy chú á chảnh mảng công việc lắm á nha. Dạ, tôi xin lỗi cô chủ. Còn mày nữa, mày liệu hồn mày đó nha. Mày lên làm kiếm tiền trả nợ cho tao đi. Hai vợ chồng bà còn kinh tởm hơn là quỷ dữ nữa đó. Cái gì mày dám? Anh Huy. Chào cả nhà. Là anh cô ông lão. Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ tới đây thường xuyên để giám sát hoạt động của tổ chức. Mẹ nó, tào lao hết sức. Anh nói gì anh Hải? Lệnh của ông lão mà, mình phải chấp hành tuyệt đối chứ anh. Anh Quy cứ thoải mái tới nhà hàng của em. Anh cần gì á thì cứ nói, tụi em sẽ đáp ứng ngay lập tức nha. Cảm ơn cô. Để em dẫn anh đi một vòng nhà hàng nha. Thiều ơi, chuyện gì? Đám mafia A Miên đang kêu tới tìm anh đó. Cho mẹ không kêu thằng Phong á? Trả tiền tụi nó đi. Thằng Phong nó đi đâu? Đi hồi sáng giờ, đi không được. Thằng cha này nói á, là nhìn thấy thằng Phong cầm cái vali giờ đi đâu rồi. Ý mày nói là mẹ nó, thằng này nó dám chơi tao hay sao hả? Lúc ta đang kẹp bọt hai. Nó nói cái gì vậy? Nói chậm lại, tao không hiểu gì hết. Lúc ta đang kẹp bọt hai. Nó nói cái gì? Dạ em không biết. Ông nói là ông bị thằng trợ lý gạt rồi. Mày biết tiếng Miên hả? Bọn đi về thông lăng bên tiết. Lúc ta đang kẹp bọt hai. Mình đi bọn đấng. Nè bầm ra là bà con ông ly thông hòa tử lẹ cả. Ông nói là thấy thằng trợ lý ôm cái vali lớn chạy đi, rồi nó làm rất ít tiền. Cái gì? Thấy tiền rớt ra hả? Mày hỏi nó tiền rớt ra hồi đâu? Bọn khơi pika mà mong mình. Ông nói cách đây một tiếng. Tụi bay ở đây đợi tao. Dạ. Đằng kia, chở tôi về. Dạ. Không mà nó dám làm chị. Vậy dám nó chết chị. Tao cũng nghĩ như vậy á. Chị, có sao không chị? Tụi bay á, ngồi im đó nha. Mẹ nó, thằng chó nó đâu rồi? Mẹ nó thằng đó, nó lấy hết tiền của tao rồi. Mẹ nó, nó đâu rồi? Mẹ nó. Cái chuyện gì đây ca?
đâu? Nó ra đâu? Hồi trưa em thấy ổng cầm vali đi ra, em hỏi thì ổng nó đem tiền gửi ngân hàng. Mẹ mày, đồ ngu, đồ ngu. Lúc giờ mày có thấy tôi gửi tiền ngân hàng bao giờ chưa hả? Chỗ đó cắp tiền của tao, mày nghe rõ chưa? Nó cắp tiền của tao, đây là của tao, nghe rõ chưa? Mày thứ này hả? Mẹ mày. Anh nói thằng Phong trợ lý lấy tiền của anh hả? Mẹ mày, mỗi ngu hả? Mẹ mày giờ này còn chưa mất hết rồi đó hả? Đi tìm nó nhanh lên, huy động tất cả anh em tìm nó về đây bằng được cho tao. Nhanh lên. Dạ đi mày. Dạ. Mẹ nè, tìm đâu mà chung cho đám biển đó bây giờ. Anh Sèo, tụi nó tới rồi kìa. Mày xuống nói tụi nó khất đến lần sau cho anh. Không được đâu anh, giỡn mặt với tụi này là không xong đâu. Dạ lại ở đây chỉ có một mình thằng Phong là biết nói tiếng Miên thôi. Bây giờ không có nó ở đây thì ai nói chuyện với tụi nó bây giờ? Dần sau đi. Mày chở con Hiền về đây nhanh lên. Dưới kêu tụi nó chờ chút. Dạ. Máy viết trong xong đây là mai ngày để chẳng thấy đó rước mỗi giờ ngày máy viết lại mỗi giờ ngày món nó tan bên lưng ngon cũng đâu có hiểu gì đâu. Bên lưng ngon trời ơi, thôi bây giờ canh cái về đi. Không coi được bảo an cho chị theo mỗi giờ mày nhắm tao tao liền nhắm tao cái ca tôi có đây. Đứng đàng hoàng coi. Đại ca, mày muốn tao cho mày một cơ hội đúng không? Mày có biết thằng Bập mà mày giết nó một tháng nó cúng cho tao bao nhiêu tiền không? Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết đó là một tên biến thái bệnh hoạn, chết là đáng. Mẹ mày, nghĩ miệng. Giờ mày nghe cho rõ đi. Nếu mày chịu làm phiên dịch cho tao thì tao sẽ tha vụ kia cho mày. Nếu mà mày từ chối thì mày chữa cùng lại cho tao. Mày nghe rõ chưa? Lại đằng kia mày. Sao? Ý mày sao? Mày chịu không? Được. Tất nhiên là phải được chứ, đúng không? Nhưng tôi có điều kiện. Cái gì? Mày là cá nằm trên thớt mà cũng ra điều kiện với tao hả? Tôi thà chết chứ không chịu nhục. Nếu như ông không đồng ý thì cứ giết tôi đi. Mẹ mày, mày ra điều kiện gì? Mày nói thử tôi nghe. Ông không được ép tôi làm gái nữa. Tao đồng ý, nhưng mà mày phải chứng tỏ mày làm được việc cho tao. Tao không có thói quen hào phóng với lũ gái điếm tụi mày đâu. Mày nghe rõ chưa? Mày nhắc nó về phòng tắm rửa thay đồ đàng hoàng liền cho tao. Dạ. Chạy lên đây. Mẹ mày đi. Mà đòi hành sách tao hả? Chó mẹ mày. Hãy
mấy cái xe trưng bày ở đây nè, cô cho dịp ngay ngắn lại. Dạ con biết rồi. Rồi lau chùi cho sạch sẽ. Dạ. Mấy chiếc này không có để bám bụi được. Dạ. Vậy nha. Con biết rồi chú. Nhớ nha. Dạ. Rồi. Thôi được rồi, cô làm việc đi. Dạ, con xin phép chú ạ. Ba. Ừ. Con chào ba. Ba cho con hỏi, chàng Hai Lúa đâu rồi ba? Con nói cái gì vậy? Thì con nói cha Tư Nghĩa khó chịu đó. Con thiệt là cứ mở miệng ra là miệt thị người ta. Thì con... Ai là Hai Lúa con? Thì con nói giỡn thôi mà ba. Nó đang làm việc kia kìa. Nè nè nè. Dạ. Ba. May là tụi nó chuyển xuống nước, không thì đổ máu là cái chắc. Tiền bây giờ bị thằng Phong nó chơm hết rồi. Liệu lần sau mình có gom đủ để trả cho tụi nó không anh Sẹo? Để tôi lên Sài Gòn gặp tính cùi, để hỏi mượn số tiền bù vô. Thà hồi đó anh Hùng Vô chơi banh với Băng Dũng Mụng thì bây giờ anh đâu có thiếu nợ cả triệu đô như vậy. Mày điên hả? Làm vậy để tính cùi biết rồi trục xuất tao ra khỏi tổ chức. Có nước mà cám cả lũ hả? Mày tưởng cả đống tiền ở đây là tiền của mình hết hay sao? Tao phải bù phép dữ lắm mới bỏ được vô túi mớ. Nếu không bị thằng chó đó ăn cắp tiền thì đợt này đang trả cho tụi nó xong hết rồi. Tao mà bắt được thằng Phong, tao chôn sống nó vô kiến thà. Tôi không làm cho ông thất vọng chứ. Không, mày làm tốt hơn tao tưởng đó. Cũng nhờ có con nhỏ này, nó lanh lợi, nó can ngăn, cho nên cái đám kia nó mới chịu luôn mình. Nếu không là đổ máu rồi. Hồi nãy mày nói gì mà nói chuyện nhượng bộ vậy? Tôi nói, người ta nói vì đồng tiền mà chết thì cũng đáng. Còn đằng này chết vì sự nông nổi là một cái chết ngu ngốc. Là sao? Thì ông nói là đúng một tuần nữa thì sẽ thanh toán tiền cho tụi nó. Thì tụi nó cứ đợi một tuần nữa. Còn nếu như mà tới lúc đó mà không có thì đâm chém nhau cũng không muộn. Còn bây giờ mà đâm chém nhau, vừa mất tiền, vừa mất mạng, chỉ thấy hại thôi chứ đâu có được gì đâu. Hay, mày lanh lắm, tao khoái mày rồi đó. Ủa, sao mày biết tới Miên? Tôi đã từng đi qua bển buôn bán. Tốt. Vậy thì hãy dùng cái đầu của mày thay vì cái thứ khác để mày tự cứu thân, để chứng tỏ cho tao thấy tao đã không sai lầm khi cho mày một cơ hội. Hiểu không? Mày làm gì mà ngồi đờ đẫn ra vậy? Má. Bộ mày thất tình thằng nào cho nên ra đây ngồi khóc hả con?
Trời đất ơi, mới có bảy lớn à mà bày đặt bộ bịch nữa. Con ơi là con, làm ơn tập trung vô học hành cho má nhờ đi. Má nói gì vậy? Bộ bịch gì ở đây hả má? Ủa, chứ bày không khóc gì trai, chứ bày khóc gì chuyện gì? Dạ má, lỡ như lỡ cái gì? Mày làm cái gì mà úp úp mở mở làm má lo muốn chết đi nè. Có chuyện gì á thì nói thẳng cho má nghe coi. Coi, khuya rồi, hai má con không ngủ rồi đi ra ngoài này làm gì? Nè, ông coi con út kìa, không biết mắc cái giống gì mà tự nhiên ra đây ngồi khóc bù lu bù loa hả? Mà tôi nói nó thất tình, nó chối. Trước giờ ông có thấy nó thê thảm vậy chưa? Bây thiệt tình á, bây làm cho bà hiểu lầm rồi, thấy không? Ông nói hiểu lầm là cái gì? Không có cái gì. Hồi chiều quá tôi la nó một trận, cái rồi bây giờ nó tủi thân, nó nhớ lại, nó ngồi nó khóc chứ có gì đâu à. Nó bị cái gì mà ông la nó vậy? Ôi, ba cái chuyện lặt vặt không mà bà để ý, chi không biết nữa. Đáng xẹt. Ôi à, Thôi nín đi con, nín đi. Nín má thương ha. Nín đi con. Ông đó nghe, ông làm sao thì làm à. Tôi chỉ còn có mình nó thôi đó. Nó mà có chuyện gì á, tôi chết cho ông coi. Dạ. Này thôi đi, ông đi vô đi. Nín đi con. Má đuổi ông già khó tính đi rồi. Nín đi, má thương nghe. Út cưng của má. Thôi nè, nín. Hai Hiền! Hai Hiền! Hai Hiền! Hai Hiền! Đừng có bỏ anh mà Hai Hiền! 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 Em đâu rồi Hai Hiền? Ở đây là đâu vậy? Lý cứ đi theo ngộ, ngộ sẽ lo hạnh phúc cho Lý lại đủ. Yên tâm Lê. Là em hả? Hai Hiền, bây giờ là phòng nhị của ngộ rồi. Biết liệu thì về Lê. Không, vợ của tôi, đã vợ của tôi. Lý nghèo lắm, cưới cổ về rồi cạp lặt mà ăn hả? Biết liệu thì cút. Hai Hiền, đừng bỏ anh. Hai Hiền, Hai Hiền, Hai Hiền, Hai Hiền, Hai Hiền. Hiền ơi, về với anh Hiền ơi. Hiền. Hiền trời ơi, gì vậy mày? Dậy đi con. Con sao vậy? Hả? Gặp ác mộng hả con? Chẹt ơi, cái gì mà mồ hôi mồ kê quá trời vậy cả. Nè, mày làm cái gì mà cứ gào tên con hai hoài vậy? Bộ nằm mơ thấy nó có chuyện gì sao con? Dạ, đâu có chuyện gì đâu tía. Thôi, tía ngủ tiếp đi. Sao, tỉnh chưa con? Dạ. Nằm mơ thôi mà. Thôi ngủ tiếp đi. Ngày mai á, rảnh chở ta qua thăm cha con tụi nó cái coi. Dạ. Ngủ tiếp đi con.
ơi, sao tùm lum hết vậy nè? Cũng may là chị biết tiếng Miên, không thôi giờ này chị trở thành bộ xương khô với lũ kiến rồi. Chị, em hỏi thiệt chị cái này nè, sao hôm bữa chị bỏ trốn với chị Quỳnh đó, tự nhiên chị quay lại vậy? Chị, cái chuyện mà chị nói chị không có tiền phải đi nhờ xe là chị nói dối đúng không? Mã Tấn, Thôi Sơn nhất thủ, 1, 2, 3, 4. Nghĩa. Dạ. Động tác của em sai. Trung Bình Tấn, hai bàn chân phải song song. Mở Tấn. Dạ. 1. Dạ. 2. Dạ. Thẳng. Dạ. Em ta phải tập trung vô. Dạ. Được chưa? Dạ, em xin lỗi thầy. Được rồi, tất cả nghỉ. Tất cả anh em nghỉ giây lao. Dạ. Dạ. Cười gì vậy? Tôi... Cười gì? Tôi thấy cái mặt của anh bị la, tôi mắc cười quá à. Kệ tôi. Tự nhiên cái cười. Tại vì người ta tập giỏi như vậy, còn anh tập như vậy là sao? Thì tôi mới tập cái đầu, quýnh vậy là giỏi rồi. Mà nói thiệt cô nha, tôi mới tập cái đầu mà mệt quá. Chắc tôi tập đúng bữa nữa nghỉ à. Sao vậy? Chứ gì bỏ cuộc là sao? Tôi thấy hình như là tôi không có năng khiếu võ thuật chút xíu nào hết đó. Chứ anh có năng khiếu gì? Chắc có khiếu ăn hại thì đúng hơn. Làm gì cũng chả nên thân. Tôi nói thiệt nè, anh đừng có giận nha. Chuyện gì? Anh làm tôi thất vọng quá. Anh có nhớ là tôi chê anh cái vụ nhà quê không? Thì sao? Thì sao cái vụ đó? Tôi tưởng anh là một người có khí phách, sẽ không bao giờ đầu hàng thất bại. Nhờ vậy tôi mới nhận ra thời gian qua mình đã quá tệ, chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Cho nên tôi quyết định là sẽ thay đổi. Tôi coi anh như một tấm gương để cho tôi học hỏi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Anh có gì hơn tôi đâu. Nãy giờ cô nói gì á? Tôi không hiểu gì hết. Chuyện tối qua anh nổi quạo ở cửa hàng tôi đã thấy hết rồi, bây giờ lại còn thêm chuyện này nữa. Anh đang mất niềm tin vào mọi chuyện đúng không? Không phải. Nếu không phải, sao động chuyện gì anh cũng e ngại hết vậy? Thậm chí anh còn dễ bỏ cuộc hơn tôi nữa. Vậy thì tôi có thể trông mong gì ở anh để phấn đấu chứ? Hay là tôi sẽ trở lại cuộc sống ngày xưa, một cuộc sống vô nghĩa mà tôi chẳng biết nó sẽ đi về đâu? Anh có muốn vậy không? Xuân, hôm nay tự nhiên cái bà đã bị gì vậy? Chẳng hiểu. Rồi, tất cả tập trung. Dạ. Nghĩa, tập trung. Dạ.
Rồi, nghỉ. Thầy ơi. Có gì không nghĩa? Xin phép thầy hôm nay cho em nghỉ một bữa được không ạ? Sao vậy? Thầy à, hôm nay em tập giỏi ngày đầu á, vận động chưa có quen, nên thật sự hôm nay em rất là mệt. Thôi em về đi. Dạ em chào thầy. Rồi tất cả chuẩn bị. Chào thầy. Nghĩa. Dạ. Thầy kêu em. Lối mòn nào đi riết cũng thành con đường. Em đã có con đường đi riêng của mình. Cái quan trọng, em có dám đi đến đích hay không? Đừng kết thúc ở nơi bắt đầu. Hãy nhớ lời anh dặn. Mã Tấn. Chào thầy. Một. Hai. Dạ đây. Chà, cũng nhiều ông dính chàm dữ hả? Tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi lệnh thiếu tướng. Được, cậu đem qua viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đi. Rõ. Cậu dời buổi họp sáng nay sang buổi chiều giùm tôi nha. Dạ rõ. Khác chứ giống cái gì mà giống. Thằng Siêu suốt ngày nó không lo làm ăn, nó chỉ biết chích chót, nên Đạt Khùng lợi dụng sơ hở, thọt với tính cùi, đẩy hắn vô đây thế chỗ Siêu sủi nắm lấy sòng bài. Còn thằng Siêu thì bị đẩy ra biên giới. Tụi mình làm công việc quá tốt như vậy, sao em lại so sánh vụ này với vụ kia được? Vì vậy tôi mới thấy làm lạ. Trách nhiệm của mình đối với tổ chức vẫn chu toàn, trong khi giới tính cùi mình cũng giữ hòa khí tốt nhất đối với Bảo Tứ. Vậy thì hà cớ gì ổng lại chơi mình cái vố này? Em đang nghĩ ổng nghi ngờ tụi mình hả? Anh nói ai, tính cùi hay ông lão? Tính cùi thì khác gì ông lão, cũng là chó sủa cho chủ mà thôi. Sao lại không khác? Anh nên nhớ là chỉ một mình tính cùi là được diện kiến trực tiếp với ông lão, nên hắn dễ bề tác động, ghét ai thì vùi dập người đó, vậy mới nguy hiểm chứ. Vậy bây giờ ý em muốn sao? Trước mắt phải tìm cách giả lả tuân phục tuyệt đối lệnh của tổ chức. Cứ để mặc thằng Huy kia, nó muốn làm gì thì nó làm. Anh nên nhớ, không ai hoàn hảo hết,
trước sau gì, nó cũng sẽ lòi ra điểm yếu. Khi mình nắm được cái sơ hở của hắn thì coi như hắn lên đường. Thằng Quy bắt học trước giờ vẫn được tính cùi khen là con ngoan trò giỏi. Đợi nó có điểm yếu để đá nó đi, coi bộ hơi bị phiêu à. Nếu nó không tự lộ, thì mình phải có cách làm cho nó lộ ra yếu điểm chứ. Làm sao? Mình cứ tiếp xúc nhiều với hắn thì sẽ lòi ra thôi. Anh hùng còn gục trước ải mỹ nhân nữa mà. Mà nhìn nó không có dại gái đâu, em đừng có mơ. Nói hả? Nói tới chuyện đó, chuyện của con Ngọc tôi chưa có tha cho ông đâu. Đừng có ở đó mà tí tận. Dạ, em nghe ạ. Rồi em biết rồi. Anh cứ tới chỗ cũ đi, rồi em điều một đứa qua cho anh nha. Ê, dù hả? Đứa nào vậy? Để đưa đi cho. Liên quan gì tới anh? Mẹ nó, có ngày ông sẽ lột da sư tử làm áo lông thú để bận nghe chưa? Coi chừng đó. Dạ. Dạ. Chào thầy. Ủa, Nghĩa. Dạ. Chào mọi người. Thầy ơi, hôm nay thì cho em trở lại lớp nha. Hôm nay em khỏe lại rồi, không có bị yếu bất tử vậy nữa đâu. Được rồi, thay đồ đi. Dạ, cảm ơn thầy. Anh à. Dạ. Để trị cái bệnh sáng nắng chiều mưa của em, em phải hết đất tại chỗ 50 cái cho anh. 50 cái hả thầy? Không, 60. Trời ơi, em mới vô mà bắt em hít tức 60 cái sao? Sao? Lại mệt bắt tử nữa phải không? Dạ không, em khá re à. 60 cái hả thầy? Không, 60. Rồi, hai em tiếp tục. Dạ. Hơn 60 cái chắc chết. Sao chưa nổi. Chú có thể cho con xin ít bồi được không? À, được chứ, cậu cứ tự nhiên. Con thấy bữa nay ngày thường mà đông ghê chú ha. Ừ. Cậu có hay tới đây không? Dạ có, cũng thường xuyên. Nhưng mà đây là lần đầu tiên con thấy chú đó. Chú vô đây khi nào? Hồi tuần trước. Biển đang động mạnh, chắc con phải hạn chế gặp chú. Tình hình hiện tại sao rồi? Tính cùi vừa cân nhắc con lên vị trí giáp sát, ngồi cùng mâm với bộ tứ quyền lực. Để thay chỗ Dũng Mụn phải không? Dạ. Bọn chúng cũng đã biết chú sẽ nắm chuyên án này, cho nên đề phòng rất chặt chẽ. Ở bên mình, ngoài chú ra, có ai biết là do chính con đã giết chết Dũng Mụn không? Không, chỉ mình chú biết. Dạ, cũng mình chú mới biết con là đặc tình thôi đúng không?
Phải, con đã rất khéo léo khi tận dụng tốt thời cơ thanh trừng Dũng Mụn để leo lên vị trí mới trong tổ chức của chúng. Như vậy, cơ hội để nắm giữ thông tin về ông lão sẽ càng nhiều hơn. Dạ. Hiện tại chúng cứ tưởng là chúng đã lừa được cảnh sát trong việc tiêu diệt Tiệp Sẹo, mà không biết đó là kế phản gián của mình. Không cần tới tin báo của con, ngay từ đầu chú đã biết lời khai của tên Bi Thọt là bịa đặt nhằm mượn gió bẻ măng. Nhưng mình cứ giờ như là không biết, bởi vì nếu không thì hoạt động đánh án của chúng ta sẽ diễn ra không được tự nhiên. Có khả năng chúng sẽ nghi ngờ là có nội gián. Con không hiểu ý chú. Tính Cùi muốn mượn cái miệng của Bi Thọt để bịa ra chuyện Dũng Mụn bị Tiệp Sẹo giết, để lôi kéo Tiệp Sẹo vào cuộc, trở thành mục tiêu chính của chúng ta. Và nếu như chuyện bịa đặt này không bị chính thức khui ra thì Tiệp Sẹo đã không bị trừng trị trong đợt vừa rồi. Và vai trò của con trong việc giết Dũng Mụn sẽ trở nên lu mờ. Con hiểu rồi. Chú tiêu diệt Tiệp Sẹo vừa là để trừ một mối nguy, thứ hai việc này sẽ khiến Tính Cùi hả dạ vì tưởng lừa được cảnh sát, cho nên hắn sẽ ghi nhận công chức của con. Phải, một mũi tên bắn trúng hai đích, nhưng cái đích lớn nhất và nhiệm vụ quan trọng nhất của con khi gia nhập tổ chức này là gì con vẫn nhớ chứ? Dạ, con nằm gai nếm mật hơn 4 năm trời là mong muốn tìm ra được ông lão. Nhưng mà những bí ẩn về lão trùm này, nó giống như là một bức tường lớn mà con vẫn chưa thể xuyên thủng được. Tính Cùi, Đạt Khùng hay Hải Lé đều chỉ là những con tốt trên bàn cờ. Mình không thể thắng ván cờ này nếu như không thể chiếu tướng. Dạ, con hiểu. Nhưng Tính Cùi là một tay cáo già, cho tới lúc này hắn vẫn chưa nói bất cứ điều gì giá trị về ông lão. Hiện nay hắn vẫn là kẻ duy nhất được trực tiếp gặp ông lão, nên con vẫn chưa làm được gì. Rồi thời điểm đó cũng sẽ tới thôi. Chú nói thật, tất cả các chiến dịch hiện nay thực chất đều chỉ là dương đông kích tây. Mục đích cao nhất của con là củng cố vị trí nằm vùng. Vì vậy, con hãy tận dụng tốt thời cơ này để lần cho ra bằng được ông lão. Dạ. Gì vậy bà Diễm? Mày coi mày đi thay đồ đi. Đi bay với ông Mập liền bây giờ đó. Thôi, trời ơi, tôi mệt quá à. Ngồi chơi với ba không nổi đâu á. Cái gì? Mày dám cãi lời hả? Mày muốn tao cắt thuốc mày không? Ừ, thôi được rồi. Vậy thôi, để tôi đi cho. Mày lên mày kêu con Ngọc xuống đây tao nói chuyện. Ngọc hả? Nó bệnh, nằm sáng giờ nguyên con rồi kìa. Cái gì? Nó bệnh hả? Ừ. Thứ gì? Toàn là đồ ăn hại không à. Mày lên mày coi thuốc thang cho nó đi. Trời, hôm nay bà biết quan tâm tới người khác quá ta. Đợi nó kiếm cho tao đủ 1 tỷ đi, rồi nó chết bờ chết bụi ở đâu tao cũng không quan tâm nữa. Xong đi lẹ lên. Ngọc ơi. Hả? Mi, sao rồi? Ok rồi. Trời, Mi hay quá à. Làm nãy giờ Ngọc trùm mền á, mệt muốn chết luôn vì nín thở á. Bây giờ làm sao? Đợi chút, lấy đồ của Mi mặc vô liền nha. Mặc đồ của Mi hả? Mặc đồ này hả? Hai liền đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chú có lệnh mới cho con không?
vài ngày nữa sẽ tiến hành chiến dịch bóc mẻ những quan chức hủ hóa, bao che cho các băng nhóm tội phạm, trong đó có tổ chức của Tính Cùi. Chính xác thì trọng tâm chú sẽ đánh trực tiếp vào hệ thống mại dâm cờ bạc của Tính Cùi, nhưng đó chỉ là chiến thuật điệu hổ ly sơn mà thôi. Con hy vọng lần này chúng ta sẽ bắt được những con hổ lớn, trong đó có một con có bí danh tên là Anh Tư. Anh Tư à? Anh Tư. Dạ. Anh Tư là người của mình, nằm trong hàng ngũ sĩ quan cấp cao, nhưng đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi. Cũng có thể vì anh Tư này mà các chiến dịch trước đây của công an thành phố tiêu diệt tên Tính Cùi đều bị thất bại. Con đã nhiều lần cố gắng tiếp cận anh Tư này nhưng mà vẫn chưa được. Vì cũng giống như ông lão vậy, Tính Cùi rất chịu bí mật về người này, con không thể làm được gì. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn hoàn toàn chưa tin tưởng vào con. Con biết, nhưng hiện nay hắn đang thật cô thế cô, đang bị hại lé, đặc khu, siêu sủi, cô lập. Cho nên hắn đang muốn lợi dụng con để tạo kết bè kết phái. Được rồi, chú sẽ soi cho bằng được anh Tư này là ai, lẫn đồng bọn của hắn. Còn về phần con thì phải cố gắng chiếm lĩnh được niềm tin của Tính Cùi. Con nên nhớ, con chính là con bài tẩy chủ lực của chú trong chuyên án đặc biệt lần này đó Huy. Con hiểu mà chú. Đường đi còn dài, con hãy cẩn trọng đó. Thôi, con qua chỗ khác không? Sao chỗ này ít cá vậy không biết? Chú cũng thấy lạ, sao hôm nay lại ít cá vậy cả? Thôi, con đi nha chú. Không có con cá nào là sao vậy cả. Mì Mì, làm gì ở trọng vậy? Nhanh lên đi em. Trời ơi, nó đi khách mà làm như đi y quen không bằng vậy trời. Từ từ, đợi chút, tôi thay sắp xong rồi. Nhanh đi cô nương ơi. Lẹ lên. Rồi, con bé Ngọc nó đang bệnh, tôi cho uống thuốc đã mới đi được chứ. Trời ơi, nó làm vú em cho con Ngọc hồi nào vậy? Ai biết, kiểu này chắc cũng phải bệnh mấy ngày quá. Ô, mệt quá. Mày khủng quá. Nhanh đi em ơi. Nhanh lên đi, cho nó tự làm đi. Cố lên nha, Ngọc đi nha. Ê, chưa, khoan đã. Sao nữa? Nó dài. Nhanh đi, cái gì mà lâu quá vậy? Nhanh đi. Đợi chút đi mà, sắp xong rồi nè. Xong chưa? Rồi rồi, ra liền. Không ra tao bỏ tao đi trước đó. Lẹ lên bánh bèo. Làm cái gì mà, trời ơi, làm cái gì lâu vậy em? Con lạy mẹ. Trời ơi, đi xe hơi chứ đi xe máy đâu quấn kính mít như ninja vậy. Làm ơn tháo đi bà nội. Ê ê, khoan, con Ngọc nó bị gì vậy? Ngọc, trời ơi, bệnh hả? Tội nghiệp quá à, em bị hắt lào hay lông ban vậy? Cái gì vậy? Để anh coi anh chữa cho. Mày khùng quá. Nó đang bệnh đó, mày sắp lại gần gần đi nó lại chết cha mày luôn á. Muốn bệnh lắm không? Quên, xem bị dính chưa. Đi. Ê ông già. Ông nhìn gì vậy? Hả? Tránh ra.
Ờ, anh ơi, anh cho em hỏi anh có thấy cô Xuân ở đâu không? Không thấy. Lo mà làm việc đi, suốt ngày cứ gái gú không à, ông chủ đuổi việc bây giờ. Dạ. Nè Quang. Dạ. Chú nhờ chút việc. Con Xuân nó để quên chìa khóa nhà, con đem đến nhà giùm chú nha. Dạ. Thôi thôi anh cứ làm việc đi. Chú để con. Chú yên tâm. Sao mà lạ dữ vậy? Bình thường á, mỗi lần nó gặp con Xuân nó cười còn không ra hơi nữa. Dạ. Có khi là hai đứa kết nhau rồi đó chú à. Thôi được rồi, làm việc đi. Dạ. Kết cái gì? Tôi cho nghỉ việc bây giờ. Ủa, câu này nghe quen quen dữ vậy ta. Trời ơi, cái chân trắng gì đâu. Trời, mày đặt e lệ nữa. Phải em không vậy My? Phải em không? Gì vậy? À, ý em muốn nói là dừng xe lại cho em khạc đàm phải không? Chứ em sao? Thôi mệt quá, tháo ra nói đại đi, úp mở che gì không biết nữa. Tháo ra đi mà. Em sao vậy? Tháo ra nói đại đi. Hai người làm cái trò gì vậy? Bây giờ có cởi không? Ông khùng quá à. Nó bị lây cảm của Ngọc đó. Nó mà cởi ra, virus, vi khuẩn á, nó lây tôi với ông á. Ông không nhớ cái vụ này mà ông ký đâu thôi hả? Em bị lây cảm hả? Sao nãy lúc trong phòng em nói lớn lắm mà. Là sao? Mệt quá. Thôi giờ muốn nấu gì nhắn đại vô đây đi. Rồi tôi đọc. Mệt quá. Rồi giờ muốn gì? Hồi nãy nói nhiều nên bây giờ bị khan tiếng. Đó. Thấy chưa? Nói rồi mà cãi cao. Bị cảm thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Em đi khách làm chi rồi cho lấy người ta nữa. Sắp tới rồi, ngồi yên đó giùm tôi á. Đừng dích mông qua đây rồi nha, ngồi đàng hoàng à. Chuẩn bị nghe, gần tới rồi đó mày. Chào em. Dạ chào anh. Khỏe không? Dạ. Nhìn mặt dễ thương quá. Dị bà sao không vô đi? Sao vậy? Vô đi. Dạ. Dạ. Từ từ. Anh hào phóng quá. Còn phần ta đâu? My, vô đi em. Vô đi, vô đi. Ủa? Vô đi cưng. Bữa nay em sao vậy My? Vô đi. Vô đi, vô em mà. Ơi. Còn giận anh hả? Vô đi em, cho anh xin lỗi nha. Dạ, anh hai dạ, chơi vui vẻ. Anh hai dạ, chơi vui vẻ. Cái gì vậy? Đóng cửa ghê quá. Bạo lực quá. Biết bao giờ mình có phước mình hưởng được cái hàng thơm cỡ này. Trời ơi, ta nói chắc tao với bạn chuyện này cũng phải kiếm cho mình một cục cưng quá. Bởi vì ta nói trời ơi nó sướng mà. Mày khùng quá. Dạ. Mày làm gì vậy? Mơ ước, mơ ước. Mơ ước?
Muốn thì có à, có tiền là cái gì cũng được hết trơn á. Nhưng mà bữa nay làm nhiệm vụ mình canh, canh vô này có tiền, tao dắt mày đi chơi bài bạc thoải mái luôn. Tao thích thích chơi gái. Chơi gái hả? Mai chơi, bữa nay lo làm nhiệm vụ. Ê mày, ê ê vậy không? Mày giống ông nội tao quá à. Muốn gì được nấy à. Đi mày. Đi thì đi. Quýnh bài. Quýnh bài hả? Ok. Em đừng sợ, anh sẽ giúp em trốn thoát. Trốn thoát ở đây bằng cách nào vậy chú? Chú hả? Chú không biết đâu con ơi. Dạ, dạ em xin lỗi. Ý em muốn nói là làm cách nào để trốn á. Tại vì tụi nó ở đây canh kỹ quá. Giỡn em một chút cho bớt căng thẳng thôi. Em ra đây nha. Anh đã thuê một phòng ở dưới đây. Bây giờ em sẽ lại bằng cái này nè. Đừng có lo. Em phải leo xuống dưới bằng cái đường này á hả? Đúng rồi. Ok, chắc rồi, an toàn rồi, em xuống đi. Nhưng mà sao em thấy sợ quá, tại nó cao quá à. Dạ thưa cô, tôi có chuyện muốn báo với cô. Ông không thấy tôi đang bận hả? Dạ thưa cô, nếu cô nói vậy á, lỡ có chuyện gì xảy ra, cô đừng trách tôi không báo trước. Có chuyện gì ông nói mau. Thiệt mà, anh Long á kêu tôi hít đất 60 cái luôn, hít xong muốn ná thở luôn vậy. Tại sao anh quay lại? Thì nói thiệt với cô á, bản thân tôi cũng biết mình sai chỗ nào rồi. Sau này á, tôi sẽ không làm cho cô với lại cha của cô thất vọng nữa đâu. Anh chắc chứ? Ừ, chắc. Móc méo đi. Thôi được rồi, đưa chìa khóa cho tôi đi. Hả? Cái chụp chìa khóa này là của ba tôi mà. Tôi có biết gì đâu. Tại ba cô đưa tôi đưa cô. Tôi không biết gì hết. Tôi bó tay hai người luôn á. Anh quay về đổi lại chìa khóa cho tôi đi. Nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi là sao? Trời ơi là đứng lại. Mày cô tôi vậy, cô tôi vậy, đứng im. Mày đến, mày la tao giết mày chết. Mày đến, tao bẻ mày cái cổ, mày tin không? Mày đến, mày chở lại chỗ cũ, lấy xe chở nó về, tao bắt được nó rồi. À, cô đang mắc đúng không? Anh vô duyên quá nha, có cần la lớn vậy không? Thôi chờ xíu đi, tôi quay lại liền. Anh đi lẹ đó, tôi đợi nha. Biết rồi. Lẹ lên. Nhanh lắm. Chờ nha. Đi mày. Ra ngoài mày. Lên xe ai? Lên mày. Vô. Cô tôi dậy. Cô tôi dậy. Vô. Chị ba. Mày chị ba. Mày. Đừng dậy. Đừng dậy. Vô. Chị ba. Chị ba. Chị ba. Đưa lên xe lẹ chị ba. Ba. Chị ba. Ba ơi, chị ba, chị ba, mày, tại em đi ra, thả ra, chị ba, giỡn mặt hả mày, ba hả mày, ba, ba, đừng nghĩ ơi, mày, đừng nghĩ, kỹ mặt tao nha. Là
Lần sau thấy tao là né đó nha mày. Nghe chưa? Dì ba ơi. Bà. Dì ba. Mày. Thả tôi ra. Cái gì mày? Em chưa? Tôi gì vậy? Mày. Con. Dì ba. Dì ba ơi. Dì ba. Đừng sống sinh. Đừng sống sinh. Tại sao nó giết ta như vậy? Tại sao nó giết ta? Mày làm nữa tôi giết mày chết á. Tư Nghĩa ơi, Tư Nghĩa. Ba ơi. Ủa, chị Năm, chân chị hết đau chưa mà ra đây ngồi vậy? À, cũng đỡ rồi. Tại trong nhà ồn ào quá cho nên ra đi ngồi. À, thôi tôi về nghe. Ừ. Nhiều lần rồi, bây giờ đường nướng mày làm gan hả? Tụi bay đâu? Dạ. Sợ nó cho tao. Mày kìa. Tao không có kêu mày. Không có kêu mày, kêu tao. Tao cũng không có kêu mày. Hai đứa kia đâu? Vô đây. Có chuyện gì chị Diễm? Sợ nó cho tao. Để đó em. Mẹ mày. Tôi tin ra. Ra hả mày? Bộ chị đánh chết mày. Điện ra hả? Sao? Mày muốn chia sẻ với nó không? Dạ. Hai thằng mày, cút! Cút! Im chưa? Dạ. Im chưa? Ừ. Sao? Thoải mái chưa? Dạ, thoải mái rồi ba. Mà sao con bực mình thằng cha này quá à? Không biết đi đâu nữa. Về đây hả? Con cho trả một trận mới được. Sao lạ vậy ta? Nó đi đâu cả tiếng đồng hồ chưa thấy về. Bình thường nó đâu có la cà vậy đâu. Ồ. Có gì anh cứ kể đi. Anh đừng có ngại. Chết mày chưa đó. Đứa nào mà la thấy ghê vậy? Ra ngoài hả mày? La nữa hả? La mày. La gì mày? Hả? Sao? La hả? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân không? Im. Im im. Chết hả? Chết nữa cho tao. À, kìa. Ông Hải á, định lên cứu mi. Thấy bà Diễm dữ quá, ông rét, ông bỏ đi. Bị đặt vô là Tao còn rét đừng nói ổng. Đi đi, để gọi cấp cứu luôn á. Con có nhớ biển số xe hơi của tụi nó không? Ba, trong lúc ảnh hoảng loạn thì làm sao mà nhớ được ba? Thôi được rồi, chú chở con đi lên công an phường để trình báo ngay nha. Thôi chú ơi, bây giờ con phải về quê liền. Chú Hào ơi, chú cho con mượn ít tiền để con ra bến xe, có ba xe con đi về quê liền nha chú. Ừ. Nha chú. Anh gọi điện thoại về cho nhà ở dưới coi ở dưới như thế nào. Không có được. Nhà chỉ có một mình chị Hai có điện thoại. Mà coi có tuần rồi không ai chịu nghe máy, không liên lạc được. Trời ơi, lỗi tại tôi hết. Chú Hào ơi, con hỏi hậu của chú Hào ơi. Thôi được rồi. Chú sẽ chở con về tới tận nơi, được không? Ba, con đi nữa. Không, con đi không tiện đâu. Dạ. Rồi được rồi, con cứ yên tâm, chú sẽ chở con về tới tận nơi nha.
hỏi nó đi. Hôm nay mày bị sao vậy Út Chót? Môn nào mày cũng bị cô la là sao? Thôi, mấy bạn về đi. Cảm ơn mấy bạn nha. Vậy tôi về nha. Má ơi! Má! Tía! Tía! Tía thấy má đâu không Tía? Sáng giờ tao xà quần ở bên công an xã. Ủa mà rồi nhớ hồi sáng cái lúc mà Tía đi đó là bà lui cua bà nấu cái gì dưới bếp đó mà. Ủa mà Tía lên công an làm gì Tía? Thì để trình báo cái chuyện là hai đứa chị của con đó chứ cái gì. Có hy vọng gì không Tía? Họ nói thì họ sẽ chuyển cái vụ hồ sơ này nó lên cấp cao hơn. Bởi cái vụ này nó tương đối phức tạp. Ủa mà rồi? Dạ. Ủa mà rồi con nói con má mày đâu? Con trời biết. Trời đất ơi, đi kiếm cái coi cái bà này khổ quá, què quạt gì mà đi đâu không biết nữa. Đi đi đi. Đi nhanh đi tía. Bà ơi! Má ơi! Ơi. Ôi trời. Má ơi. Sao má ngồi đây? Bà làm hai đứa con tôi hết hồn hết vía. Ông gì? Hôm qua tôi nằm mơ á, tôi thấy thằng Tư nó về ông ơi. Hả? Tôi mừng hết lớn luôn vậy đó. Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Hai cha con ông á cùng với tôi ngồi ở đây chờ Tư gì ha. Coi bà sao vậy? Nằm chim bao thôi mà chứ bộ thiệt đâu. Không, tôi có linh tính là hôm nay nó về mà. Tôi nhớ nó lắm. Tôi nhớ ông ba Ngọc nữa. Ông ơi. Còn con hai nữa. Mà sao lâu quá nó không về hả ông? Nó đi đâu cả chục ngày rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Má, hôm qua anh ba có ghé nhà mình á, mà lúc đó má uống thuốc xong má ngủ luôn rồi. Vậy hả? Ủa, vậy con hai hiện đâu? Dạ, chị hai dặn anh ba là nói với má giờ ở chỗ chị Diễm á, cần người gấp nên nhận lại chị hai chị ba luôn. Trời đất ơi, cái con hai này tự nhiên nó đi lên thăm con ba Ngọc rồi ở luôn ở trển à. Thiệt. Rồi còn đám hỏi của nó làm sao đây? Trời ơi, vậy mà thằng ba nó cũng chịu được. Thấy thiệt á. Thôi mình về đi bà. Không. Coi, hai cha con ông đi về đi. Tôi ngồi ở đây tôi chờ thằng Tư nó về. Nó cũng sắp về rồi đó. Nè, bà đừng có chướng nghe. Thôi không bây đi về đi. Tôi hứa đó, tôi đi kiếm nó cho bà ha. Ông nhớ nó nghe. Mình về đi má. Tôi hứa nè. Đi. Đỡ má con. Đi từ từ thôi má. Tôi ở nhà tôi còn lận mấy phân vàng. Rồi sao? Đợi thằng Tư nó về ha. Mình ăn mừng luôn nghe ông. Ăn mừng luôn. Đi đi. Thôi bà, đi gì à? Đi. Tía! Cái gì?
Anh chị Năm ơi, có nhà không anh chị? Ủa, sao không có ai hết vậy cả? Con nói với tía rồi, Hai Hiền có công chuyện ở lại Sài Gòn mấy bữa nữa mới về. Tía không tin, tía nằng nặc đồ qua đây là sao? Thì tao qua chơi không được sao mày? Mình về đi tía. Ủa, thằng Tư Nghĩa là gì kìa ba Hiếu? Anh ba Hiếu. Ủa, con chào ba. Tư Nghĩa. Con. Tía ơi, tía. Chào chú. Tía ơi. Má ơi, má. Ơi, có ai nhà ơi. Con kêu. Chị Hai ơi. Kìa Nghĩa. Út ơi. Trời ơi, cái thằng. Anh ba, chị Tám ơi, tự nhiên nhà có đâu hết rồi? Mà đi đâu rồi tao không biết nữa. Anh qua, anh cũng không thấy ai hết. Nhưng mà em đi đâu mà biệt tích lâu quá vậy? Mà thôi chuyện đó để sau đi. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay em về nhà mà không có ai hết trơn vậy? Chị ba đâu anh? Chị ba đâu? Em hỏi bà Ngọc hả? Dạ. Đúng rồi. Có chuyện gì xảy ra với chị ba em đúng không? Đúng không anh ba? Sao em hỏi vậy? Anh nói vậy nghĩ là trời ơi, con bà Ngọc á, nó lên Sài Gòn, nó phụ bán hàng tiếp với người ta đó mà. Bị gì là bị sao? Đúng rồi. Bác Tám vừa nói là chị ba của con lên Sài Gòn hả bác Tám? Thì nó theo Hai Hiền lên phụ bán hàng cho người ta gì đó. Là phải, ba Ngọc lên Sài Gòn phụ bán quần áo với người ta. Khoan, bác Tám với anh ba nói là chị hai em với chị ba đang ở trên Sài Gòn ở chung với nhau luôn hả? Trời ơi, mà có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy? Tư Nghĩa, mày sao vậy? Cái gì? Tư Nghĩa sao vậy con? Hồi sáng á, thằng Tư Nghĩa nó thấy chị mình bị tụi lưu manh bắt lên xe. Vậy à? Cho nên nó mới chạy về đây để coi có chuyện gì xảy ra không. Hả? Em thấy bà Ngọc hả? Dạ. Bà Ngọc sao? Nói anh nghe. Con gặp Hai Hiền không? Rồi, bà Ngọc sao? Mày, em không có biết. Trời ơi, Tư Nghĩa ơi, mày nói cái gì mà tao không hiểu ất dép gì hết trơn vậy? Trời ơi, rồi bà Ngọc nó bị làm sao? Anh Năm. Bà. Trời ơi, Tư. Anh Tám, anh nói con ba nhà tôi bị cái gì hả anh Tám? Thì thằng Tư nó nói anh ba, chị ba mình á lên Sài Gòn hồi nào vậy má? Nó lên cỡ 2 tuần rồi mà có chuyện gì vậy con? Gia đình mày biết không, sáng nay nè chính mắt con thấy là chị ba mình á bị người ta bắt cóc đưa lên xe. Lúc đó con cố gắng, con dùng hết sức để con cứu nhưng mà không được. Mày nói con ba bị người ta bắt cóc hả? Dạ, lúc đó chị ba còn kịp nhận ra mặt của con nữa mà. Chắc đám người đó là của mụ Diễm á tía. Em nói Diễm nào vậy út chó? Em hả? Diễm nào vậy út chó? Trời ơi, cha con ông còn giấu tôi chuyện gì nữa? Tôi chết liền tại chỗ cho ông vừa lòng đây nè. Ba, chị Năm, bình tĩnh đi. Tới nước này rồi, nói sự thật cho má biết đi tía ơi. Ba bình tĩnh. Má bình tĩnh nha má. Tía nói con nghe đi. Cái chuyện mà chị ba con theo bà Diễm, mà bà Diễm đó là ai hả? Nó là đứa ở xóm này trước đây. Mời vào. Thiếu tướng cho gọi tôi. Ngồi đi cậu. Đây là danh sách các quan chức cơ sở đã nhúng chàm, bao che cho tội phạm. Đúng 3 giờ chiều nay chúng ta sẽ đồng loạt ra quân. Vậy đã có lệnh bắt của viện kiểm sát chưa anh Năm? Mọi thứ đã xong hết rồi. Chà, 2 chủ tịch phường, 3 trưởng công an phường, 1 trưởng công an quận, hàng loạt cảnh sát khu vực. Nếu bắt hết như vậy sẽ gây ra nhiều cái bất lợi cho ngành đó anh. Chỉ một số bị tạm giam thôi chứ không phải hết. Số còn lại sẽ bị đình chỉ chức vụ để điều tra.
Đây là lý do anh muốn học kính à? Không phải. Lý do chính là tôi nghe phong phanh trong lực lượng của mình ở cấp cao, có sự bao che cho băng nhóm của tính cùi, nên tôi muốn hỏi ý kiến của hai cậu thôi. Em chỉ nghĩ đến quận là hết rồi, không thể cao hơn được nữa. Không thể có chuyện đó đâu anh. Anh có bao giờ nghe nói đến một người có bí danh là anh Tư chưa? Anh Tư à? Đúng. Nguồn tin này có đáng tin cậy hay không, hay chỉ là quan tin của bọn tội phạm để gây xào xáo, chia rẽ nội bộ chúng ta? Chuyện này là thật. Anh Năm, anh có thể nói rõ cho em biết là nguồn tin này từ đâu không? Tạm thời thì tôi chưa thể nói ra được. Nói tóm lại là anh chưa bao giờ nghe đến nhân vật này, có đúng không? Chưa từng. Nhưng nếu đúng là có anh Tư thì tôi muốn mình là người đầu tiên lôi cổ nó ra ánh sáng. Thật không thể chấp nhận được một người ở chức vụ như vậy lại làm giấy bẩn màu áo của ngành. Được rồi, chuyện về anh Tư hai cậu phải giữ bí mật. Chúng ta sẽ tính sổ nhân vật này ngay sau khi chấm dứt chiến dịch. Rõ. Cậu ra trước đi. Dạ. Cậu nói đúng, tôi thấy thái độ của Vũ khá lạ, mà cũng có thể là do tâm lý căng thẳng khi thấy cậu ngồi đây đó. Dù sao hai người cũng kỵ rơi với nhau mà. Em biết là anh sắp xếp cho em với anh Vũ làm chung tổ để tạo mối quan hệ thân thiết hơn, nhưng trên thực tế thì rất khó. Cậu vẫn còn nghi ngờ cậu ta sao? Qua việc cậu Ấm, con của anh Vũ, gây ẩu đả trong vũ trường và được đám đàn em của tính cùi che chở, chắc chắn đó không phải là sự ngẫu nhiên. Hơn nữa kết quả thẩm tra công ty kinh doanh rùng ngoại mà vợ của anh Vũ là cổ đông lớn nhất, em phát hiện ra toàn bộ hàng hóa được phân phối ở các cơ sở, quán bar, vũ trường, nhà hàng nằm trong địa bàn của tính cùi quản lý. Nếu không nhờ tính cùi gây áp lực, vậy những cơ sở đó có thể lấy được mặt hàng với giá cao hơn thị trường không? Thật khó tin và khó chấp nhận. Một người đã từng giàu sinh ra tử, chống tội phạm tới cùng như cậu ấy, mà có thể tha hóa như vậy được. Được rồi, chuyện của Vũ, trực tiếp bản thân tôi sẽ điều tra sao? Em hiểu. Thôi, em xin phép em về. Ừ. Chào thủ trưởng. Đúng ra là chị hai có thể trốn thoát được rồi, nhưng mà cái chị này á, nói là trong động chị Diễm có một người rất giống chị ba, cho nên chị hai quyết định ở lại để mà tìm chị ba. Đúng là chị ba rồi. Má, con má, ơi, má, cấp cứu đi. Má tỉnh dậy đi má. Đưa lên xe. Đưa Nghĩa. Dạ, dạ, dạ. Mẹ con lên xe. Dạ. Đi cấp cứu liền. Nhanh lên. Dạ, đi từ Nghĩa. Con sợ đi má. Con trai ôm miếng đi. Con trai giỏi nè. Đi ra. Trời đất ơi. Đổ cầu. Thằng bất dạy. Bất dạy. Bất dạy. Bất dạy. Trời ơi. Thằng nhỏ còn yếu sức, nó mới vừa cai nghiện mà con không nhớ sao? Vui mà trời ơi, Tài Tài, con làm gì vậy Tài? Con đừng làm mẹ sợ Tài ơi. Sau cái bữa tiệc mày tới chỗ vũ trường của chú Tính, mày quấy phá mày đánh lộn phải không hả? Đánh hồi nào? Mày giỡn mặt với tao hả? Thằng bất dạy, giỡn mặt. Ông đừng giết con mà. Rồi
bữa đó ông thấy người ta quýnh tôi quá trời, thì ông xông vô ông quýnh luôn. Bữa đó đông người lắm á, đèn nhiều lắm á, rồi bữa đó có nhạc nữa. Ừ, à bà, bữa đó tôi có nhảy nữa đó bà già. Tôi nhảy vô đó bà già, bà nhảy tôi đi. Nhảy nè. Ừ, vui lắm. Ông ơi, chứ phải đưa nó đi bệnh viện tâm thần quá ông ơi. Mày hại tao rồi Tài ơi, nó hại tôi rồi bà biết không? Hại rồi. Tôi hại nó làm cho tôi bị cấp trên nghi ngờ là quan hệ với tính cùi. Bà có biết như vậy là sao không hả? Nhảy đó tôi bà già, nhảy đi. Nhảy, 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 nhảy. Con vịt. Chết rồi. Vậy bây giờ mình tính sao hả ông? Phải tìm cách tính chứ sao? Tất cả cũng do Tài Hà ra hết á. Hà nào? Trung tá Hà hả? Còn chuyện quan trọng này nữa, hắn cũng đã biết được chuyện bà buôn bán rượu rồi đó. Vô lý. Tôi nhớ rồi, tôi giấu kỹ lắm mà. Tại sao hắn lại biết? Nên nhớ, hắn đã có thâm niên bao nhiêu lâu trong ngành cảnh sát hình sự rồi. Bà nghe tôi dặn nè, ngay lập tức. Được rồi, tôi sẽ đóng cửa công ty nghe. Không được, làm như vậy chẳng khác nào tự tố cáo mình đó. Chứ giờ mình làm sao đây? Bà vẫn để công ty hoạt động bình thường. Tuy nhiên để chứng minh mình làm ăn lương thiện, tôi sẽ nói với tên cùi là không cho Vũ Trường hay quan bà lấy rượu của bà nữa, với lý do là bà bán mắc hơn thị trường. Sau đó bà chuyển dụng hoạt động, giá vẫn giữ như vậy để tránh sự nghi ngờ. Trời đất ơi, giữ giá như vậy hả? Chỉ có ma nó mới lấy rượu của mình. Kiểu này hả, phá sản là cái chắc. Không đời nào. Đợi một thời gian sống êm yên lặng, bà tiếp tục quay trở lại đám khách hàng cũ. Chỉ cần có tính cùi chống lưng thì vẫn xuôi chèo mát mái như thường. Ông ơi, tôi sợ quá. Có khi nào vợ chồng mình gỡ lịch cũng... Bà đừng nói chuyện xui xẻo người chứ. Dạ. Để tôi nghĩ cách đối phó. Ông già đúng lần này ông già. Phải gọi tính cùi mới được. Bài nữa kìa bà già, bà già. Bà tốt thẹn chờ hàng bà. Tình chuột của ta. Không biết ông ta có thích thú không? Dạ, anh Tư còn thông báo đã giải quyết êm thấm cái chết của Bi Thọt. Anh nghĩ bọn họ có nghi ngờ chuyện bất thường này hay không? Bất thường hay bình thường thì cảnh sát cũng chẳng còn đầu mối gì để lần ra bàn tay của chúng ta nhúng vào vụ án. Chẳng lẽ một người lão luyện như Tướng Trực là dễ dàng bị mình xỏ mũi gì sao anh? Thần thánh đôi khi cũng còn mắc sai lầm nữa, huống chi người phàm như ông ta. Không còn tiệm xẹo nữa. Thì phần ma túy đá bây giờ là của chú. Nó là cái bánh kèm lớn, chúng ta sẽ ăn dài dài. Anh giao cho mình em phụ trách thôi à? Hiện giờ ta chưa tin đứa nào trong bộ tứ hết, nên chú hãy làm một mình, càng bí mật thì càng tốt. Dạ. Nhưng mà nguồn hàng em lấy từ đâu ra? Ta sẽ có nguồn hàng cho chú. Dạ. Mấy hôm nay rảnh rỗi quá, qua đây hoài ha. Chào anh. Thật ra tôi cũng có qua chỗ Đạt Hùng, nhưng mà chỗ của anh ưu tiên nhiều hơn. Từ trước tới giờ tôi với chú mày ngồi khác mâm, chưa có dịp tìm hiểu nhau. Mình đi uống vài chai được không? Bây giờ tôi được ngồi chung mâm với anh Hải luôn à? Thì trước sau gì chú mày cũng nằm trong bộ tứ quyền lực thôi. Ok, anh đã nói vậy rồi. Tao mới ở chỗ liếc qua, thấy hai tụi nó bị đánh te tu luôn. Đáng đời. Kiểu này hả, một hai bữa nữa về chồng ông bà là cái chắc. Ai biểu ngu anh Hải mày đập bỏ trốn làm chi, đúng không? Ngu thì họ nói ai bị đánh vậy? Thôi chú mày đừng có quan tâm mấy cái chuyện lặt vặt làm cái gì. Thôi đi. Đi đâu vậy? Nè, Huy, tụi mày làm cái gì vậy?
Nhớ ra coi. Anh làm gì vậy? Cô ơi. Anh làm gì vậy? Hai đứa này nó phạm luật của tổ chức rất là nặng, tôi xử lý nó. Luật lệ nào của tổ chức cho phép cô tra tấn người ta vậy? Người ta nào? Đây là hai con điếm thôi. Vậy thì trước đây cô làm cái gì? Có giống họ không? Nè, vừa phải thôi nha. Anh là ai mà dám bắt bẻ tôi vậy hả? Tôi không lại hết, nhưng chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi là cô sẽ lên được. Sao, cô muốn thử không? Ok, anh là người giám sát rồi, ngon rồi. Giờ anh muốn cái gì? Tôi không cần biết là hai cô gái này phạm tội gì, nhưng lệnh của ông lão là không được sử dụng dục hình. Cô làm như vậy chẳng khác nào cô thách thức quyền lực của ông. Anh có ngon á thì ra biên giới mà coi thằng xì xủi nó hành hạ đám gái như thế nào, gấp trăm lần tôi nữa đó. Cô đừng có giả điên. Ở đó là nơi khỉ ho cò gáy, không ai thèm quan tâm tới. Nhưng ở đây là trung tâm thành phố, nếu lỡ xảy ra án mạng cô gánh giá được không? Có né được công an không? Biết bao nhiêu hệ lụy nữa. Được rồi, từ nay tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cởi trói ra cho tụi nó đi. Dạ. Tụi bay đi ra ngoài canh cửa cho tao. Dạ. Chưa có lệnh của tao không đứa nào được bén mảng vô đây. Dạ. Mày 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 ơi. Khoan đã, tình trạng của họ nguy kịch như vậy, cô phải chăm sóc y tế người ta đàng hoàng chứ. Anh lo xa quá rồi đó, tôi có kinh nghiệm chuyện này rất nhiều lần rồi, không có đứa nào chết hết á. Trước khác bây giờ khác, bây giờ tôi là giám sát ở đây nên chắc chắn tôi cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm. Tôi sẽ không để cô muốn làm gì thì làm đâu. Vậy anh tính đưa tụi nó đi bệnh viện hả? Bệnh viện Từ Vũ hả? Đưa họ về phòng, tôi sẽ kêu bác sĩ tới đây. Ok, nếu anh muốn làm ông bụt á thì tự bỏ tiền ra đi. Ông mày... Trời. Mày... Mày... Cô ơi, cô có sao không? Mày... Mày ráng lên nha mày. Chờ tôi một chút. Chị Diễm, kiểu này chắc nằm giường khá là lâu đây. Vậy bây giờ xô của nó tao giao cho mày đó. Trời, chị giỡn hả? Mình em sao gánh nổi? Chứ thường ngày tao thấy mày đùng đùng mà giành xô với nó mà. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà chị phải tăng đô cho em chứ. Kiếm chuyện. Thôi được rồi, tao sẽ tăng cho mày nửa chấm. Hả? Thiệt không? Như vậy mới có sức để cày kiếm tiền cho bà chứ. Sao? Tính cùi mới gọi báo cho tôi, 3 giờ có bão lớn. Chết cha, giờ còn có 2 tiếng, binh kịp không chị? Mày ngu quá, bữa giờ hầm hầm đón bão rồi. Tụi em xuống dưới dọn dẹp đi. Dạ. Dạ. Đừng giận. Tôi đang chơi mà, tự nhiên đuổi tôi là sao? Thông cảm. Mấy phút nữa có công an kiểm tra rồi, hôm nay đang có đợt kiểm tra, đợt sau em sẽ bù cho anh nha. Cái anh gì? Mấy phút nữa có công an kiểm tra hả? Đúng rồi. Trời. Dạ. Chạy đâu đuôi hả? Công an sắp tới rồi, giọt lẹ đi, để tôi với. Anh thông cảm nha. Vậy gì? Tự nhiên kiểm tra kỳ cục. Anh thông cảm giùm em đi. Thằng Huy, sao nó dám? Trời ơi, lại đây, không làm gì vậy? Bà sợ nó hả?
ông nghĩ gì vậy? Bây giờ hả, công an sắp tới rồi, làm sùm lên với cả lũ đó. Nếu nó không chuyển hai đứa đó đi thì công an ập tới cũng sẽ phát hiện thôi. Ờ ha, sao mình không nghĩ ra chuyện này ta? Cái vụ gì nữa đây? Ông không hiểu hả? Nếu bây giờ mà công an phát hiện ra con My với con Ngọc thì càng tốt. Tốt cái con khỉ. Công an mà tới đây sẽ phát hiện ra hai đứa đó bị tra tấn thì chết cả lũ. Anh không nhớ hả? Mình có anh Tư đỡ đầu rồi. Mình chỉ cần tìm một cách nào đó hợp thức quá vết thương của nó là xong. Còn thằng Quy, nếu làm bể chuyện này ra thì nó sẽ lãnh đủ trách nhiệm. Hiểu chưa? Phải. Mình sẽ nhờ anh Tư bứng nó đi. Đúng là ông trời không muốn thấy cái mặt bốc của nó đây nữa. Anh Tư hả? Em Diễm nè. Em có chuyện muốn nhờ anh chút xíu.